Chào các bạn nhá. Đây cái mương lúa, mương này nước nó cạn các bạn ạ. Đây mình sẽ đi thẳng từ cái mép này sang đồng góc bên trên kia nhé các bạn nhá. Đây lúa quê mình đổ hết rồi. Ok các bạn. Ui, con tôm thế. Quá trời tôm các bạn. Cua các bạn ơi. Đây, cua cành luôn. Đây, được bữa cành tuyệt vời các bạn. Còn tôm không? Được. Quá trời. Con chiếc nhỏ các bạn. Này về cho vịt. Nuôi cá sộp. Giặt này không có con nào to rồi. Úi dồ đồng, dồ đồng. Một em dồ đồng. Động động lên. Các bạn ơi. Rô này. Rô này có trứng luôn này. Ê các bạn ơi. Ui, quần thủy tôm. Mất rồi. Ôi, mất rồi các bạn. Hớt lên liên tục. Chép này các bạn ơi.
bạn. Gần vào quá trời tôm các bạn. Các bạn. Đêm nay nó mưa, bọn này lại thoát rồi. Ui giời ơi. Đầy gai. Còn này lộc một cái đoạn này thôi kiếm vô số cá các bạn. Ôi cái chỗ đọc to quá. Bữa này các bạn ơi. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đấy, làm sao mà không thấy con chép này? Giờ nó cạn ấy, nó dồn xuống các bạn. Ôi trời ơi. Các bạn thấy chưa? Nó lao cỏ ấy rình rình rình. Phi này về chỉ cho vịt thôi các bạn. Về cho vịt.
Ui, còn gì cày to tướng trên này các bạn ơi. Đấy, xuống vun lên. Đấy. Ôi chuối đây rồi. Đây mình đứng trong nền có nhiệt bạn nhé. Mình thấy nó cay xuống luôn mà. Ôi bạn, ngủ chưa? À, quá đã. Ok các bạn. Đây các bạn ơi. Được nguyên rồi ta. Rồi ok, nên mình giờ mình sẽ sang cái bên kia mình quay tiếp cái video nữa các bạn nhá.